bạn đang nghe nội dung từ Voice FM hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Tác giả Caspian, Ten, người dịch Bùi Thị Ngọc Hương, giọng đọc Ngọc Linh. Chương 1 Cún con hả? Con muốn nuôi cún thật à? Brandon muốn. Thật sự rất muốn. Rất nhiều gia đình khác cũng nuôi thú cưng. Brandon thấy người ta dắt chó đi dạo suốt. Sao mẹ cứ làm như đó là ý kiến điên rồ nhất từ trước giờ thế nhỉ? Này, con cũng biết cún con không phải là đồ chơi. Chúng sẽ lớn lên và sống rất lâu chúng cần được cho ăn tắm rửa và dắt đi dạo tập thể dục brandon biết hết những điều đó chứ con sẽ cho nó ăn con sẽ dắt nó đi dạo ba mẹ không phải lo bất cứ chuyện gì đâu con hứa đấy mẹ tỏ ra nghi ngờ còn brandon thì hờn dỗi mẹ xin lỗi con brandon nhưng bây giờ mẹ còn không tin con có thể tự soạn cặp đi học cho tốt nữa Brandon úp mặt vào hai bàn tay mẹ đã rất thất vọng khi cậu quên mang theo bình nước vào hôm thứ ba rồi đã nổi cáu lên khi hai ngày sau đó cậu không đem theo vở bài tập nhưng mà cuốn con thì khác chứ cậu biết rõ là nó sẽ khác cuốn con sẽ sống hít thở và chơi đùa làm sao mà quên bạn nó được nhưng Brandon biết rằng tranh cãi với mẹ cũng chẳng có ích gì. Cậu về phòng và nằm phịch xuống giường. Cách đây khá lâu, Brandon đã đòi mẹ sinh cho mình một đứa em trai hoặc một đứa em gái. Nhưng ba mẹ chỉ cười, rồi ba giải thích rằng chỉ cần một đứa con là ba mẹ hoàn toàn hạnh phúc rồi. Vậy còn mình thì sao chứ? Brandon thầm nghĩ. Ba mẹ không hiểu là mình cũng chỉ cần có một chú cuốn cưng là cực kỳ hạnh phúc rồi à. Dần dần, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Raiden. Nếu cậu làm gì đó để thuyết phục mẹ rằng cậu có thể chăm sóc một chú cuốn con, thì sao nhỉ? Cậu không tranh cãi nữa, mà sẽ dùng hành động để chứng minh. Có thành công không nhỉ? Chỉ có duy nhất một cách để biết thôi. Cậu sẽ hỏi mẹ. Mẹ ơi, con phải làm sao để chứng minh cho mẹ thấy Con có thể chăm sóc tốt cho một chú cú nạ Con sẽ làm bất cứ việc gì Mẹ hít một hơi thật sâu Cứ như đang chuẩn bị đưa ra những lời đanh thép ngắn gọn nhất Để lên lớp Raiden Sau đó mẹ thở dài Để mẹ suy nghĩ đã Mẹ nói Hết chương 1 Chương 2 Ngày hôm sau, mẹ mở cuộc họp gia đình. Ba và mẹ nhâm nhi cà phê. Brandon biết, chắc ba mẹ sẽ nói về chuyện của mình. Mẹ mở lời trước. Con muốn chứng tỏ bản thân. Ba mẹ nghĩ điều đó rất tốt. Nhưng con cần chứng tỏ bản thân lâu dài, chứ không phải chỉ một ngày hay một tuần. Tim Brandon nhảy rộn lên. Ba mẹ không nói rõ nhưng cậu hiểu câu nói đó nghĩa là gì ba mẹ đã cho phép cậu nuôi cuốn dạ được ạ được ạ brandon vui mừng hét lớn ba mở ra một tờ danh sách và đặt lên bàn đây là thử thách của con con thấy sao con có thể chứng minh điều gì đó không chỉ với ba mẹ mà còn với chính bản thân con mẹ bổ sung Brandon nhướng mày. Cỏ lúa mì ạ? À? Để say đó con. Mình sẽ thêm nó vào những thức uống trái cây tốt cho sức khỏe. Mẹ nói. Cũng dễ mà. Con chỉ cần đảm bảo mấy hạt lúa mì cũng được tưới nước đầy đủ. Dì May đi xa ạ? À? Brandon hỏi tiếp. Ba lắc đầu. Không, nhưng ba mẹ đã xin dì cho phép con hoàn toàn chịu trách nhiệm chăm sóc chú chó của dì ấy. Dì sẽ chỉ giám sát con thôi. Dì May sống gần nhà, dì đã lớn tuổi và chú chó của dì cũng già khú rồi. Nó tên Nelson. Trông nó bẩn bẩn, còn lông thì rụng khắp nhà dì May. Thỉnh thoảng, Brayden nhìn thấy dì May dắt chó đi dạo. Đó là một công việc chậm lê thê không phải vì chị may đi chậm mà do nelson cứ cẩn chân chơi đùa với mọi cái cột mọi thân cây cái ý nghĩ phải chăm sóc nelson không khiến Braden hứng thú chút nào nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý dạ được ạ cậu nói và nếu con làm hết mọi việc thì mình sẽ có một chú cuốn của riêng nhà mình phải không ạ à? không ba trả lời con sẽ có chú cuốn của riêng con. Còn ba mẹ tin, con sẽ có thể chăm sóc tốt cho nó. Hết chương 2 Chương 3 Hệt như mẹ đã đoán, trồng cỏ lúa mì thật đơn giản. Mỗi ngày, Brandon đều cẩn thận soạn cặp đi học. Đôi khi, cậu còn lấy tất cả ra và xếp vào lại, chỉ để chắc rằng cậu không quên thứ gì. Duy chỉ có phần thử thách liên quan đến Nelson là gây go. Mỗi buổi sáng, Brandon rời khỏi giường sớm hơn 10 phút so với thường lệ. Cậu mặc vội áo quần và phi như bay đến nhà dì May. Mở cửa vào nhà bằng chìa khóa dì đã giao cho cậu. Nelson lúc ấy vẫn còn đang say ngủ, nằm cuộn tròn, thở khò khè và rên ư ử khi Brandon đổ đầy bát nước của nó, Nelson liền mở mắt và nhẹ nanh gầm gừ. Dắt Nelson đi dạo sau giờ học, thật chẳng vui chút nào. Nelson cứ như mấy con bọ que, lề mề và kêu ồn ào. Mãi cho đến khi một con chó khác xuất hiện. Khi đó, chú ta sẽ quay mòng mòng, chạy vòng quanh và làm rối tung dây dẫn, chỉ để khục khịch đánh hơi cái mông của con chó đó. Đến nỗi Brandon gần như muốn nín thở luôn. Sau buổi đi dạo là đến giờ ăn tối của Nielsen. Brandon đã học được cách mở nắp hộp thức ăn, dùng muỗng lấy ra nửa phần ăn và phủ bánh quy giòn bé xíu lên đó. Cuối cùng, cậu còn phải rắc lên trên một muỗng lớp bột giảm đau khớp cho Nielsen. Nielsen thích ăn lắm, vì thế chặt mấy chốc nó mê tiếc Brandon vì cậu là người cho nó ăn hàng ngày. Nó chẳng những không còn gầm gừ với Brandon vào mỗi buổi sáng mà còn ngoe nguậy cái đuôi già cứng ngắc khi Brandon đến chơi với nó sau giờ tan trường. Khi dì May chỉ cho Brandon cách tắm cho nó, Nelson dường như chẳng cảm thấy phiền toái tí nào. Chỉ sau tuần đầu tiên, dì May đã thực sự bị ấn tượng để xem gì còn thấy hài lòng sau hai tuần không nhé. Brandon nghe mẹ nói với dì ấy. Sau tuần thứ hai, dì May thậm chí còn thấy ấn tượng hơn. Mới chỉ hai tuần thôi, mẹ nói. Đây vẫn còn là điều mới lạ đối với thằng bé. Brandon hiểu điều mới lạ nghĩa là gì. Nhưng chăm sóc Nielsen dường như không giống một việc mới mẻ gì hết. Thật vậy, việc này rất đổi bình thường. Nó giống như việc cậu phải đánh răng, dù không thực sự vui vẻ gì, nhưng đã trở thành một phần của thói quen hàng ngày. Nielsen cần nước uống, cần đồ ăn, cần đối với Braden. Trước khi bắt đầu hay kết thúc một ngày, cậu phải thực hiện xong danh sách những việc đã hứa với ba mẹ. Một tháng quả là thời gian dài con nhỉ. Có ngày ba nói con hãy tưởng tượng một con vật phải lệ thuộc vào con trong một năm hai năm hay thậm chí mười năm xem brandon gật đầu con đánh răng mỗi ngày cậu tự tin nói và con sẽ vẫn đánh răng trong mười năm tới đúng không ạ à? trả lời hay đấy ba đáp nhưng hai việc này không giống nhau brandon không hiểu có gì mà không giống nhau chứ tại sao ạ à? vì răng con là một phần của con còn một chú chó thì không phải thú cưng cũng sẽ trở thành một phần của chủ nhân nó Raiden nói vì may bảo thế mà ba lại cười lại là một câu trả lời hay sau đó ba bật cười to nhưng nhắc con nhớ này chị ấy chẳng còn cái răng nào để chăm sóc cả Hết chương 3 Chương 4 Một buổi sáng trong tuần thứ tư, Raden thức giấc với một cơn sốt. Chỉ riêng việc di chuyển đầu thôi cũng phải gắng sức. Còn khi nuốt nước miếng, cổ họng đau nhói. Raden uể oải, thay đồ ngủ rồi lê bước ra khỏi nhà. Khi Raden trở về, mẹ đang làm bữa sáng. Mẹ nhìn Brandon rồi đặt tay lên trán cậu. Con sốt cao quá, sao không nói với mẹ? Nelson, Brandon cất giọng khàn khàn. Khờ quá, mẹ nói. Mẹ lấy một viên thuốc và xay một ly nước ép trái cây tươi, gồm cam, táo, gừng và cỏ lúa mì cho cậu. Brandon nghỉ học ở nhà, cậu ngủ và nghỉ ngơi. Nhưng khi chiều muộn, cô chuẩn bị đến nhà dì May. Con không được đi đâu hết trong tình trạng này. Mẹ nói với cậu. Mẹ sẽ giúp con gọi điện cho dì May. Không được đâu, mẹ à. Brandon trả lời. Đó là việc của con mà. Không được viện cớ. Mẹ nhớ chứ. Mẹ vẫn kiên quyết không đồng ý. Mẹ buộc Brandon trở về giường ngay lập tức rồi bấm điện thoại khi ba đi làm về Brandon đang ủ rũ ba biết con đang ốm nhưng sao trông con buồn và đau lòng thế ba nhẹ nhàng hỏi Nelson Brandon nói mẹ không cho con đi ba biết rồi nhưng con đã chứng minh rằng ba mẹ có thể tin tưởng ở con con đã hoàn thành tốt mọi việc ba mẹ yêu cầu và con rất đáng tin cậy đối với việc chăm sóc nelson ba mẹ quyết định cho phép con nuôi một chú cuốn ba mẹ sẽ mua cho con một em cuốn ngay khi con khỏi bệnh và đó chính xác là những gì ba mẹ đã làm brandon liên tục chơi đùa mỗi ngày với chú cuốn bé nhỏ nelly cậu dắt nó đi dạo khắp phố trên xóm dưới bất cứ khi nào tình cờ gặp dì may và nelson brandon đều dừng lại vuốt ve chú chó già. Nói cho cùng, chính Nelson đã tặng Randall một điều quý giá, cơ hội để chứng minh một điều gì đó quan trọng. Hết chương 4 Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách, bài học về trách nhiệm, thử thách lớn của Randall Tác giả Ken Spielman, James Ten người dịch Bùi Thiện Ngọc Hương, giọng đọc Ngọc Linh. Voi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân Tải xuống để nghe không cần mạng Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play Để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi